Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh cập nhật tin tức của mình nha Đăng ký kênh ủng hộ mình với nhà mọi người Mới đây à, Hoa hậu à, Le Le nói về sai lầm khẳng định một sự thật về ông chồng là nghệ sĩ Vũ Le à, Phóng viên hỏi nha Chị có biết đến những thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông về trường hợp của chị không? Trả lời Tôi có biết thông tin qua truyền thông với những gì đang xảy ra điều tôi có thể nói là gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến mọi người cả những người yêu thương và chưa hiểu tôi tôi cũng đặc biệt gửi lời xin lỗi đến cơ quan chức năng vì đã làm phiền mọi người vì sự việc của mình bên cạnh đó tôi cũng muốn khẳng định rằng cuộc đời tôi chưa một lần nghĩ đến chuyện gây tổn hại đến hình ảnh quốc gia như là chuyện chế lời hát quốc ca Tôi là một công dân Việt Nam và luôn khẳng định có chết cũng muốn được chết trên quê hương mình. Tôi yêu đất nước mình. Trong chuyện này nếu tôi cố ý như mọi người nói, tôi xin thề độc trên mạng sống của mình và ba đứa con mình. Tôi sẽ chết không toàn thay nếu là cố ý như vậy. Vẫn à, giọng điệu là lấy ba đứa con ra để thề thốt nha mọi người, thề đọc nữa nha mọi người. Tiếp tục phóng viên hỏi nha, nhưng khó trách mọi người nếu có hiểu lầm gì rõ ràng, chị có nói câu nói đó trả lời tôi livestream bán hàng và sau một vài mã hàng tôi không còn lưu trữ linh livestream đó trời đất ơi sợ xóa sạch hết rồi mọi người sau cái sự bùng nổ mọi người tìm ra được cái khúc mà chế lời quốc ca hai người cả hai vợ chồng đang cười cợt thì giờ toàn bộ những cái livestream đang xóa hết rồi nha mọi người chứ đâu có còn nữa nhưng mà dù có xóa nhưng mà cũng không nhanh tay bằng cộng đồng mạng đâu mọi người đã lưu lại hết rồi Tiếp tục nha mọi người, câu nói đó trong bối cảnh đang đề cập đến một câu chuyện khác nên dễ gây hiểu lầm. Tôi đã sai khi không tinh tế, thậm chí có phần thô thiển. Trong cách sử dụng ngôn từ của mình, đây là bài học lớn và bản thân tôi hứa sẽ không thể bản thân mắc lỗi tương tự. Trời đất ơi, mắc lỗi một lần là là đủ uh, đủ hết rồi. Nếu mà làm gì có lần sau hả mọi người? Trời đất ơi, không biết kỳ này hình phạt như thế nào. Tiếp tục nha mọi người hỏi nếu phải nhận mức phạt của cơ quan quản lý thậm chí là hình sự chứ không chỉ là phạt hành chính như thường thấy chị sẽ phản ứng như thế nào trả lời tôi không cố biện minh cho những việc làm của mình đặc biệt là những điều sai dù nó có bắt nguồn từ tình huống gây hiểu lầm tôi là người thượng tôn pháp luật phải thẳng thắn đối diện với án phạt dành cho mình và tôi cũng là người tin vào sự công tâm của pháp luật nên tôi sẽ chờ cho đến khi có kết luận cuối cùng sau khi chức năng sau khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh sự việc theo đúng quy trình, hỏi tiếp tục, chị từng nói rằng chị bị antifan cắt ghép dẫn đến sự việc. À trả lời, một sự cắt ghép có chủ đích và đã dẫn đến sự việc ngoài tầm kiểm soát như hiện tại. Tôi đã có một lượng antifan không ít và đó là, đó chính là vấn đề. Mọi người có xem cái clip đó không? Không biết có cắt ra ghép không nha mọi người. Nhưng mà à, mọi người dễ dàng thấy nguyên một câu hát, hát nguyên một câu thì không biết cái tình huống ban đầu là à, ông chồng, à, ông chồng mớm lời nha mọi người, nếu mà coi clip đó thì mọi người sẽ dễ dàng nhận thấy đầu tiên là anh nghệ sĩ đó móm lời rồi chị này mới à, ngẫu hứng lên làm một lèo luôn. Nhưng mà bây giờ nói là cắt ghép. Hỏi tiếp nha, không phải tự dưng chị lại có anti fan và có câu không có lửa sao có khói trả lời. Từ ngày tôi về chung nhà với anh Luân, nhiều người không thích chúng tôi, những buổi livestream của chúng tôi có hàng ngàn những lời chửi bới miệt thị. Trời đất ơi, tại sao mà có hàng ngàn lời chửi bới miệt thị mà cứ lai hoài? Từ trước tới nay cái mỏ son sỏn live hoài ở trên cộng đồng mạng, tại sao người ta chửi bới, nhiều người cũng live mà có ai có bị chửi đâu? Họ nói chúng tôi làm màu vì mục đích thương mại và anh Luân là người đồng tính. Nếu trước đây tôi sẵn sàng đáp trả họ nhưng nay chồng tôi là nghệ sĩ ưu tú, nên tôi đã dặn lòng phải thật cẩn trọng. À, nhiều người nghi ngờ giới tính của nghệ sĩ Vũ Luân hẳn có lý do. Trả lời, chúng tôi quen nhau một năm trước khi tiến đến hôn nhân. Tôi dám khẳng định anh Luân men 100%. Chắc chưa? 100% men nha mọi người. Ừ, nếu anh ấy có vấn đề gì về giới tính, tôi đâu có chọn. Với anh ấy, tôi được là chính mình. Điều mà trước đây tôi chưa từng được thể hiện. À, vì nhiều lẽ tôi luôn cố gắng gồng mình Để chỉnh chu mọi khoảnh khắc Nhưng với anh tôi có thể đầu bộ tóc rối Mà chẳng bị che bay Tuổi này tôi đâu cần gì hơn nữa à, Rồi ok Qua à, à, hậu khẳng định Chồng mình là men 100% Rồi tiếp tục nha mọi người Dường như chuyện của chị ảnh hưởng Nhiều đến nghệ sĩ Vũ Luân Tôi thấy ấy nái về điều đó Nhưng khi nói là xin lỗi Anh chỉ bảo là vợ chồng với nhau Không cần phải nói những điều đó anh hiểu tôi không cố ý và anh cũng tin mọi người cũng sẽ hiểu được tôi giống anh à đây là bài phỏng vấn hoa hậu trả lời nha mọi người nhưng mà trước đó mọi người cũng dễ dàng bắt gặp những cái đoạn clip ôi trời bà hoa bà hậu này bà dùng những lời lẽ khá là thô thiển thậm chí là tục tiểu khi nói về chuyện phòng the giữa vợ chồng với nhau nha mọi người trời ơi không lẽ một hoa hậu mà cách ăn nói cư xử mà như vậy mà đạt được hoa hậu sao hả mọi người phải nói là những cái từ ngữ phải nói phải phải nói là cô ta dùng những từ ngữ coi như là nó thô lỗ dù trong cuộc sống hàng ngày mọi người có thể à, dễ à, dùng những từ đó trong cuộc đối thoại hàng ngày với nhau nhưng mà khi xuất hiện trên mạng xã hội thì tất nhiên à, không chỉ à, những người cùng tuổi xem mà ngay cả những đứa bé nó cũng nghe được nữa thì, rồi những cái lời của bà quả hậu này bà nói nó sẽ là một cái à, sự à, rất là nguy hiểm nếu mà con nít nó nghe được nha mọi người và bây giờ không biết là trong thời gian sắp tới bà quả hậu này sẽ bị xử lý như thế nào nhưng mà hiện tại thì những livestream của bà ấy bà ấy cắt hết rồi xóa hết rồi nhưng mà người ta đã lưu lại và mọi người có thể dễ dàng tìm xem những cái đoạn clip ôi trời đất ơi bà nói mà mình không tin là một người mà đạt danh hoa hậu lại có thể thốt ra những cái lời thô thiển tục tiểu đến như vậy đó mọi người Nhớ đăng ký kênh mình nha, mình sẽ cập nhật tin tức cho mọi người nghe nha. Cảm ơn mọi người.